xin chào tất cả các bạn trở lại với channel của chú Hè Mini với series hướng dẫn bong bóng nghệ thuật. Và giờ đây thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một nhân vật cũng rất là nổi tiếng trong phim hoạt hình được xuất xứ ở châu Âu. Một cái nhạc bản nhạc mà chắc chắn các bạn nghe rất là quen thuộc, đó chính là con bó hồng to. Rồi, và để làm được con bó hồng thì đầu tiên con bó hồng đều tốn hơi nhiều bong bóng nha, thì chúng ta sẽ sử dụng tổng cộng là 4 quả bong bóng màu hồng đó. Một quả bong bóng màu vàng và một quả bong bóng màu quay màu trắng nha các bạn. Rồi, bắt đầu vào bài tập của mình thế nào. Đầu tiên thì chú Hè Mini sẽ bơm bong bóng màu hồng lên nha các bạn. Bơm bong bóng màu hồng gần hết luôn. 1, 2, 3 hơi. Các bạn chừa một ngắn thôi nha các bạn, không cần quá dài. Rồi, từ đây. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đo một khoảng 10cm nha các bạn. Khoảng 4 ngón tay của chú Hè Mini. Đây, một đốt. Sau đó chúng ta dựng ngón tay út lại. Và 3 ngón tay đó. Một đốt, 3 ngón tay, 5cm đó. Xong chúng ta tạo một hành động nhỏ. Xong chúng ta lại tạo một đốt nữa bằng cái đốt thứ hai này. Chúng ta đúng nó vào cái này. Đúng với đốt đầu tiên, ở đây như thế này nữa các bạn. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tạo tiếp một bên này, giống y hệt bên này là 2 đốt với lại một hạt đậu. Một đốt nè, bằng các bạn nha, bằng nha các bạn. Rồi, một hạt đậu nhỏ và một đốt cũng bằng như vậy. Chúng ta gắn nó vào trong đó luôn. Đó, đây như thế này nha các bạn. Đó, để như này là cái kiếm luôn. Đó. Đây, đây đây, 2 đốt, 1 hạt đậu, 2 đốt dài, 1 hạt đậu và 1 đốt thừa đây nè các bạn, thấy chưa? Đó, rồi. Tiếp theo thì chú Hè Mini sẽ bơm 2 cái bong bóng màu hồng lên bằng nhau. Bây giờ bơm bao nhiêu ạ? 2 bong bóng màu hồng lên. Và khoảng 3 thôi. 1, 2, 3. Trái. 3. 3. Tiếp tục. Trái thứ 2. Trái thứ 2. 3 thôi. 1. 1. 1. Rồi, 2 cái này bằng nhau nha các bạn. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ, và hai hạt đậu nhỏ, ba hạt đậu nhỏ, đó, ba hạt đậu nhỏ bằng nhau. Rồi chúng ta sẽ đúng lại đây nè. Đây, tiếp theo bóng bên này cũng vậy, một hạt đậu nhỏ, hai hạt đậu nhỏ, ba hạt đậu nhỏ, quấn nó vào với nhau. Đó. Đây, rồi. Bây giờ hai bong bóng này chúng ta sẽ so đo cho nó bằng nhau, giữ cho nó bằng nhau này các bạn. Chúng ta chưa khoảng một gang tay 20cm các bạn đó. Đo bóp nhẹ một cái cho bóng nó hơi lại lên. Và đây sẽ đứng hai cái bóng lại với nhau đó. Sau đó thì mỗi bóng chúng ta sẽ tạo một hạt đậu màu trắng. Chốt nó vào đây. Một hạt đậu. Để các bạn. Và cái này cũng vậy. Một hạt đậu. Chốt nó vào. Và hai hạt đậu. Hai cái tay của đây. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái bóng đầu tiên. Chúng ta sẽ đo khoảng 4 đốt tay bằng cái lượng này nữa các bạn. Đó. Đó chính là cái cổ các bạn. Chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Đó, gắn đi các bạn nha. Gắn đi khoảng 3 đốt tay bằng cái này thôi. Đó, chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy ba tay lại với nhau. Đó, đụng ba tay lại với nhau. Chúng ta sẽ đi bằng một cái tay, các bạn lặn lại với nhau. Mà nếu như các bạn lặn ba tay thôi thì các bạn lặn tay kia, các bạn lặn hai tay kia. Rồi, còn cái bóng mà của cái đầu này nè, cái bóng ngắn nhất, các bạn sẽ tạo hai hạt đậu. Cái bóng thừa này chúng ta vứt bỏ nó đi các bạn. Tiếp tục hai cái chân. Hai cái chân thì chúng ta tiếp tục đo khoảng bằng với cái tay. Khoảng một cái. Và chấm nó vô. Đây, tạo một hình khoanh. Chừa lại một hạt đậu. Luồn nó qua cho nó đẹp hơn nha các bạn. Một cái chân. Chân thứ hai. Luồn qua. Rồi. Hai chân còn bỏ hộp.
bạn mà muốn là cái chân nó dài hơn thì các bạn là cái mình nó ngắn lại nha các bạn, tùy theo cách mà các bạn muốn con mắt hồng của mình như thế nào. Rồi tiếp theo hai con mắt thì chúng ta sẽ dùng bong bóng màu vàng. Dùng bong bóng màu vàng bơm lên con mắt không cần nhiều nữa. Rồi các bạn sẽ cột từ tay con đỏ hồng. Đó. Các bạn sẽ bóp thật là mạnh để cho bong bóng nó thật là nhỏ. Và chúng ta sẽ gắn nó vô giữa. Cũng nhỏ vừa thôi nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ để cho dựng cái đầu lại. Đó. Nó như thế này đây các bạn. Đó. Sau rồi chúng ta lại hai cái này chúng ta chúng lại với nhau. Đó. Sau chúng ta sẽ tạo một hạt con mắt bên lại. Bó thật mạnh nha các bạn. Rồi, giờ chúng ta lắp mỏng đi. Ây. Xong, con mắt, đó. Bóng vào đây, một phần mặt chống giữ và một con mắt vào đây nữa. Rồi, công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ bơm bóng màu trắng lên. Cái này lên nha. Rồi, bơm bông bóng màu trắng lên nha các bạn. Chúng ta sẽ gắn nó vào đây. Gắn vào giữa hai con mắt. Thì chú là mini để không có đẹp lắm nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ lấy cái lần này nữa.
ơi, như vậy là bài tập ngày hôm nay thì chú Hề Mini cũng đã hướng dẫn cho tất cả bạn làm xong về con nhân vật cũng rất là nổi tiếng ở châu Âu đó, con báo hồng đó. Và bài tập sau thì các bạn muốn chú Hề Mini hướng dẫn cho tất cả bạn làm con gì thì tất cả các bạn hãy cùng comment ở bên dưới. Và cũng nhớ như thường lệ đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chú Hề Mini để chú Hề Mini có thêm động lực phục vụ cho tất cả các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. To 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 to.